Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Trong video này mình chia sẻ cho anh em cách tạo nút kêu gọi đăng ký kênh YouTube giống như kênh của mình nghe anh em. Nếu anh em thấy thích và hứng thú, mời anh em xem tiếp video để cùng mình thực hiện nghe anh em. Về vật liệu, anh em chuẩn bị cho mình một cái video nút đăng ký nền xanh như anh em thấy ở đây. Và video này mình cũng đã để dưới phần mô tả của video, anh em cứ theo link mà lấy về sử dụng nghe anh em. Và một ảnh đại diện kênh. Nếu anh em đã chuẩn bị xong hai vật liệu thì bây giờ mở ứng dụng Camaster lên để bắt đầu thực hiện nghe anh em. Bây giờ anh em chọn tạo mới, chọn 16 chính, chọn tiếp theo, chọn hình ảnh, mình sẽ chọn nền đen, lấy thời gian là 10 giây, chọn ở đây, anh em chọn xanh lá cây nha. Anh em chọn lớp, chọn phương tiện, chọn khung nền mà anh em muốn làm nè. Mình sẽ chọn màu xanh này. Anh em phóng to nó ra. Anh em chọn cắt. Anh em điều chỉnh vừa phải để lấy phần nền anh em muốn làm. Bây giờ anh em kéo ra bằng dự án luôn. Anh em tiếp tục chọn lớp, chọn phương tiện, chọn video nút đăng ký nền xanh nghe anh em. Anh em chọn phím chroma, bật nó lên. Hai thanh điều chỉnh anh em chọn là 40 và 50 giống như anh em thấy ở đây nghe anh em. Rồi anh em bắt đầu chỉnh đưa về sát góc bên phải giống như anh em thấy. Xong rồi anh em chọn lớp, chọn phương tiện, chọn ảnh kênh của anh em nè, chọn cắt, chọn mặt nạ, chọn hình tròn. Anh em điều chỉnh lấy phần cần làm nè. Anh em bắt đầu di chuyển, điều chỉnh qua bên tay trái như anh em thấy ở đây, và điều chỉnh sao cho anh em thấy đẹp mắt là ok. Anh em nhớ để một khoảng trống vừa phải để mình đưa tên kênh vào đó nghe anh em. Xong rồi anh em điều chỉnh thời gian ảnh bằng cái dự án luôn. Tiếp tục anh em chọn lớp, chọn văn bản, mình sẽ nhập tên kênh Phạm Tâm Vlog. Mình chia thành hai dòng nghe anh em, chọn ok, điều chỉnh cho vào khoảng trống còn lại nghe anh em, chọn chữ AA để thay đổi phông chữ nè, cái này tùy ý thích của anh em. Rồi điều chỉnh nhìn cho phù hợp và đẹp mắt chút xíu nha anh em. Chọn ở đây để đổi màu chữ nè. Mình chọn màu xanh này. Kéo xuống để điều chỉnh kiểu chữ nha anh em. Phần này anh em tùy thích thôi. Mình làm một cái đơn giản thôi nha anh em. Bây giờ kéo chữ bằng với cái dự án luôn. Rồi, cái này vẫn chưa đẹp luôn anh em. Anh em chọn cái chữ là Phạm Tâm Vlog nè. Rồi anh em chọn trong hoạt ảnh là anh em chọn tăng tỷ lệ. Còn hoạt ảnh số lớp anh em chọn là giảm tỷ lệ. Đến khung nền, anh em chỉ chọn hoạt ảnh xóa lớp là giảm tỷ lệ, vậy là được. Đến ảnh kênh, anh em chọn là trong hoạt ảnh tăng tỷ lệ, còn hoạt ảnh xóa lớp là giảm tỷ lệ,
giống như chữ Phạm Tâm Vlog nghe anh em. Rồi bắt đầu anh em cho chạy nè. Đến khi cái nút đăng ký vừa mất, anh em bấm dừng, giống như mình làm. Rồi anh em bắt đầu cắt bỏ đi cái phần thừa, giống y như mình làm luôn nghe anh em. Vậy là xong đó anh em. Mình bắt đầu xem cái thành quả của mình nghe anh em. Như thế này nhìn cũng được rồi anh em. Anh em xuất video nghe. Phần này mình bỏ qua cho rút ngắn được thời gian chút xíu nghe anh em. Sau khi đã xuất video rồi, mình sẽ lấy nó để chèn vào video nghe anh em. Anh em bắt đầu mở dự án mới, chọn tạo mới, chọn 16 chính, chọn tiếp theo. Mình sẽ lấy một bức ảnh cho nhanh nghe anh em. Khi anh em chèn vào video cũng y như vậy luôn. Mình sẽ kéo dài nó ra nè. Rồi chọn lớp, chọn video vừa tạo lúc nãy. Anh em chọn phím chroma, bật lên. Ở hai thanh điều chỉnh anh em chọn là 40 và 50 y như mình nghe anh em. Anh em di chuyển chọn vị trí để nó xuất hiện nè. Vẫn chưa đẹp nghe anh em chọn vào video. Trong quạt ảnh mình sẽ chọn là rơi, còn quạt ảnh số lớp mình sẽ chọn là giảm tỷ lệ. Phần này tùy ý thích của anh em nghe anh em. Vậy là đã hoàn tất rồi nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.